đoàn xe diễu hành lên rước hoa lên chùa Tam Trúc. Năm xe, sáu xe, bảy xe. Nghìn đoàn xe. Thank you.
đoàn rước đã đi qua cầu Hồng Phú. Hàng nghìn chiếc xe đang nối đuôi nhau. Quý vị các bạn, hàng nghìn chiếc xe.
Vâng. Quý vị các bạn nhìn thấy là đoàn xe rước Phật của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhé, đang đứng ở tại sân của cổng Tam Quan Lộ.